Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Crystal Palace đã không tránh khỏi kết cục mà số phận đã định sẵn từ trước dành cho họ, khi để thua trong chuyến đến làm khách trước Leicester City với tỷ số 1-2. Điều bất ngờ nhất có lẽ là việc các học trò của huấn luyện viên Roy Hodgson có được bàn thắng mở màn cho trận đấu từ rất sớm, nhưng đến cuối cùng những chú đại bàng cũng không thể nào toàn kết quả đó, khi liên tiếp để thủng lưới đến 2 bàn trong hiệp đấu thứ 2. Song đó, kết quả này cũng không hề khiến cho tập thể Crystal Palace bị chỉ trích quá nhiều, bởi chúng ta thừa biết họ chỉ là một đội bóng tầm trung tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù mà thôi, nên để thua trước các đội bóng cứng cựa như Leicester City chưa bao giờ là vấn đề bị soi mói quá nhiều, đó là chưa kể đó là trận đấu mà họ phải thi đấu xa nhà. Với trận thua này thì Crystal Palace vẫn đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League với 38 điểm, hiện bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ đến 11 điểm, nhưng vẫn đang thi đấu ít hơn một trận. Đến với vòng đấu tiếp theo, Crystal Palace sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Man City đến làm khách. Một cái tên vừa nghe qua cũng đủ có thể khiến cho người hâm mộ của đội bóng chủ sân Selhurst Park phải ngao ngán, bởi họ biết rõ đội bóng con cưng của mình không phải là đối thủ của Man City ngay lúc này. Nhìn lại 10 vòng đấu gần nhất của thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson, thành tích mà họ có được chỉ là 2 chiến thắng trước các đội bóng đang lặn hụp trong nhóm cầm đèn đỏ như West Brom hay Brighton, còn lại 3 trận hòa và để thua đến 5 trận. Rõ ràng với một phong độ nghèo nàn như hiện nay, thì dù cho có được lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, thì cũng không có gì để đảm bảo cho một ngày thi đấy yên bình trên Selhurst Park. Đã 4 lần gặp nhau gần nhất, Crystal Palace vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước Man City là gì, khi chỉ có đúng một trận hòa và còn lại để thua đến 3 trận. Trong số 3 trận thua đó, thì không có trận nào họ để thua với cách biệt ít hơn 2 bàn. Điểm sáng duy nhất mà thầy trò Roy Hodgson có được, có chăng chỉ là về vấn đề thể lực, khi đội khách bước vào trận đấu này chỉ chưa đầy 3 ngày sau khi trở về từ mặt trận Champions League. Về phần đối thủ, như đã nói ở trên thì đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vừa trở về từ giải đấu danh giá nhất hành tinh, và thành tích mà họ mang về là chiến thắng với tỷ số 2-1 ngay tại Kinh Đô Ánh Sáng trước PSG. Với chiến thắng dẫn trước trong trận đấu lượt đi, cũng như với việc có được 2 bàn thắng trên đất khách, thì Man City đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, để có được nụ cười khi trận đấu kết thúc, thì có lẽ người hâm mộ của đội bóng nửa xanh thành Manchester đã trải qua 45 phút đầu tiên không kém phần nghẹt thở. Có lẽ Pep Guardiola đã nghĩ quá nhiều khi chủ động chơi phòng ngự và để cho đối thủ kiểm soát, và phải đến hiệp thi đấu thứ 2 thì Man City mới thi đấu đúng như những gì người ta biết về họ, một đội bóng chơi pressing tầm cao với liên tiếp những tình huống vây hãm khung thành của Keylor Navas. Và một chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng dành cho những gì mà The Citizens đã thể hiện trước PSG. Bước vào trận đấu này, tất nhiên mục tiêu của Man City sẽ tiếp tục là chiến thắng, để sớm có thể chạm tay vào ngôi vương tại Premier League mùa giải này, để tránh việc đêm dài lắm mộng trước người hàng xóm United. Với chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trước đó, thì khoảng cách lúc này giữa The Citizens và vị trí thứ 2 của Man United đã kéo giãn ra thành 10 điểm. Với việc mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc, thì ngay lúc này đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ cần tối thiểu 2 trận thắng nữa, để có thể chính thức xưng vương sớm hơn 3 vòng đấu. Và đội bóng chủ nhà ở trận này cũng không khác gì nghi thức tế lễ trên con đường trở thành bậc đế vương của Man City. Như đã nói ở trên, thì việc nghỉ ngơi chưa đầy 3 ngày sau màn tử chiến với PSG, thì thể lực lúc này của các cầu thủ sẽ không được đảm bảo. Nhưng đối với một đội bóng có chiều sâu về mặt nhân lực như Man City, với dàn siêu dự bị của mình, thì chỉ cần họ thi đấu đúng với phẩm chất trong mỗi con người, cũng đủ để đè bẹp Crystal Palace ở trong trận đấu này. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Crystal Palace với Man City. Tỷ lệ nổ tài của Crystal Palace đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 60% kết quả về lẻ. Crystal Palace ghi được 7 bàn, để thủng lưới 17 bàn, trung bình mỗi trận ghi 0,7 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Man City đạt 10%, tỷ lệ thắng kèo đạt 60%, có 70% kết quả về lẻ. Dự đoán kết quả Crystal Palace với Man City. Tất nhiên, phần lớn khả năng Man City sẽ có được chiến thắng ở trận này, nhưng họ chỉ cần một trận thắng nhẹ nhàng vừa phải đã là quá đủ, bởi sau trận đấu này năm nay, Man City sẽ có màn tái đấu với PSG để tranh chiếc vé vào vòng chung kết. Và đó cũng là trận đấu được xem là chung kết sớm của Champions League mùa này, nên Man City sẽ phải chuẩn bị rất kỹ. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.